mấy ông? Con chào 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 tất cả công. Ông được cái gì kể nghe ra? Dạ. Con thưa cha là con bị ung thư từ lúc khi bắt đầu vào mổ chay vừa rồi. Khi đó là con nằm theo đuổi bệnh viện khối u quả Chợ Rẫy, quả Sài Gòn và con ung thư phổi á. Khi đó là xuống là tất cả họ siêu âm tất cả các cái nào họ cho con biết là trong phổi con là có một phần sỏi 1/8. Cho nên là khi đó là con mất bình tĩnh hết rồi, sụp đổ hết tinh thần cả. Đến cuối cùng chúng lần thứ hai họ cũng nói thế. Thế con bảo ấy là con bảo thôi, mình chịu khó lĩnh bản án rồi, thì Chúa đã trao phó cho mình rồi, thì cứ an tâm thôi, không có sao cả, và cầu nguyện nhiều. Thế là cuối cùng là đến lần thứ 8, thì trong từ khi mà mùa chay, thưa cha rằng tiền bạc con bỏ đấy chỉ cho con ung dùng được 60 viên thuốc giảm đau. Thế con không biết là thuốc gì, con mới đưa về bệnh viện huyện ở nơi con ở. Thế ra đây thì các bác sĩ bảo đây là thuốc giảm đau, chứ anh không biết thuốc gì à? Bảo không, tôi chỉ biết là bệnh viện ở dưới tỉnh người ta cho như vậy, trung ương người ta cho như vậy. Thế thì cuối cùng là con suy sụp lắm rồi. Thế nào cuối cùng là đến lần thứ 8 con xuống. Con xuống thì thưa cha với công đoàn là con xuống thì con bảo vệ các bác sĩ bây giờ trình độ cao, máy móc hiện đại mà bây giờ không tìm ra bệnh cho tôi à? Các bác sĩ bảo này, bệnh của chú có đâu mà tôi đi cho thuốc. Cuối cùng hai lần đều như vậy. Thì khi đó là giữa thứ hai nó hẹn con xuống, thì con bảo nhà con bảo này thôi bây giờ thứ hai thì thứ sáu tôi đi. Thì thực tế với cha và cộng đoàn này, con xuống đây, xuống lòng thương xót của Chúa 3 ngày và 2 đêm, con nằm đấy con cầu nguyện. Đến ngày thứ hai con ra bệnh viện, con hỏi bác sĩ một lần nữa, bác sĩ Huy, con bảo bác sĩ tính thuốc thang cho tôi như thế nào, hay là để tôi chịu một cái án chết đây. Và trong ông bác sĩ bảo này, không có bệnh, tôi làm sao tôi phát thuốc cho chú được, cho chú yên tâm về. Bây giờ chỉ có một cái phương pháp, là bây giờ chỉ có một cái mũi kim nhỏ để chọc vào đây để lấy cái gì chết đấy chặt. Thế thì chứ còn là con siêu âm, siêu đi siêu lại để nội soi 2-3 lần, con tốn nhiều tiền quả lắm, cuối cùng không tìm ra bệnh chặt. Đấy là con xin, đấy là cái ơn gần nhất của con ngay từ đầu mùa chay cho đến bây giờ. Hallelujah. Không phải là không tìm ra bệnh, mà bệnh đã hết rồi thì đến đâu mà tìm. Chứ không phải là người ta không tìm ra bệnh, tức là trước đó thì người ta kết luận ông ấy bị ung thư phổi. Rồi sau đó thì bà đêm đã cầu nguyện, và lúc mà ông đi tái khám lại thì bác sĩ nó không tìm thấy bệnh nữa. Có nghĩa là nó khỏi mà ông đêm vẫn không có tin. Ông bảo là tôi có bệnh mà tại sao mày cứ không bảo không có bệnh. Thì ông bác sĩ ông ấy bảo là việc không có bệnh thì đến đâu mà tôi tìm ra. Cho nên là chúng ta phân biệt hai cái là không tìm ra bệnh, cái là có bệnh mà không tìm ra, và cái là hết bệnh rồi thì lấy đâu mà tìm, hai cái khác nhau nha. Rồi tôi tặng cho cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây, ông đã xác tín vào quyền năng lòng Chúa thương xót. Bác sĩ họ không tìm ra bệnh là vì Chúa đã lấy bệnh của ông đi rồi thì lấy đâu mà tìm nữa bây giờ. Cho nên khoa học kỹ thuật tiến bộ, ngày hôm nay dù có cao mấy đi chăng nữa, cuối cùng cũng chẳng có phải là tuyệt đối đâu, chỉ có Chúa là tuyệt đối. Cho nên ngày hôm kia có một người gọi điện thoại nói thưa cha cho con gặp, thưa cha cho con gặp, nói có chuyện gì, bảo con là bác sĩ chấn thương chỉnh hình, rồi con muốn đưa đứa cháu đến, là đứa cháu là nó bị ở ngoài bên Mỹ về, mà đứa cháu bị bệnh. Tôi nói bên Mỹ không chữa được cả, bác sĩ không chữa được cả. Bảo chúng con là bác sĩ, chúng con ở bên Mỹ, nhưng mà chúng con cũng bó tay rồi, bây giờ chỉ còn biết chạy đến với lòng Chúa thương xót mà thôi. Cho nên cứ đâu có phải là bác sĩ thì là chữa được, đâu phải bên Mỹ là chữa được. Bên Mỹ họ về đây cũng rất là nhiều để xin Chúa cho gặp thầy gặp thuốc, xin Chúa chữa lành. Và ở những người mà bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ cũng đến đây rất là nhiều để mà nhận biết được rằng là quyền năng lòng Chúa thương xót vượt lên tất cả mọi cái khả năng của con người. Rồi, Chúa chữa lành cho anh nha. Rồi, mời anh bạn chúng ta gặp một